Khay kệ bên cửa tủ lạnh thì tiện lợi thật đó, vừa giúp mở rộng không gian chứa, lại rất tiện cho việc lấy đồ. Mọi thứ cứ để sẵn ở đây, cần lấy gì chỉ việc mở cửa tủ ra. Tuy nhiên không phải loại thực phẩm nào đặt ở đây cũng bảo quản được tốt đâu. Và ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn loại thực phẩm nào chúng ta không nên đặt tại khu vực khay kệ cửa tủ lạnh các bạn nhé. Món đầu tiên chính là sữa. Hình ảnh hộp sữa được đặt bên giá cánh tủ lạnh như thế này chắc là không còn quá xa lạ rồi. Thế nhưng đây là một vị trí không hề lý tưởng cho món thức uống được rất nhiều người yêu chuộng này. Nếu như mà mình để ý thì sẽ thấy các hộp sữa thường được chú thích một dòng chữ luôn bảo quản nhiệt độ từ 2 cho đến 6 độ C. Trong khi đó vị trí cửa tủ lạnh là nơi mình thường xuyên mở ra, đóng vào, khiến cho nhiệt độ tại khu vực này luôn thiếu ổn định. Từ đó mà vi khuẩn ở trong sữa nó sẽ dễ dàng sinh sôi hơn. Tại vì vi khuẩn khi gặp nhiệt độ ấm thì nó khoái lắm mọi người. Lỡ mà mở cửa tủ ra quên chừng khoảng 1 tiếng đóng lại thôi là xác định hộp sữa nó sẽ chua lè chua lét luôn. Vậy sữa nên đặt ở đâu là hợp lý nhất? Mình khuyên các bạn nên đặt các hộp sữa tươi vào vị trí sâu bên trong này, sát với thành tủ luôn. Nơi này sẽ là nơi hơi lạnh và gió thoát ra từ dàn lạnh nè, nơi là mức độ lạnh đối với thực phẩm sẽ được duy trì ổn định, từ đó mà sữa sẽ được bảo quản lâu hơn. Đứng ở vị trí thứ hai là trứng sống. Nghe đến đây thì hẳn là mọi người sẽ giật mình hết hồn liền, tại vì bình thường mình vẫn hay để trứng ở đây mà. Và Nghĩa tin chắc rằng là có đến 90% người dùng cũng có thói quen y như vậy. Thậm chí là nhiều người còn thắc mắc rằng tại sao tủ lạnh luôn cho những cái vị đựng trứng vừa y khuôn các khay kệ này mà lại không nên để. Ủa vậy là sao? Thực ra theo lời khuyên từ một số chuyên gia về trứng, trứng chứ không phải là chứng khoán lùa gà đâu nha, thì nhiệt độ tại khu vực cửa tủ không thể duy trì nhiệt độ thích hợp để bảo quản trứng. Đồng thời họ cho rằng cách tốt nhất để bảo quản trứng đó là cho trứng vào khu vực kệ bên trong này, cũng như được giữ trong loại hộp nhựa hay là hộp giấy ban đầu khi mình mua về đó các bạn. Việc này mục đích là để ngăn ngừa sự mất độ ẩm, cũng như là bảo vệ trứng khỏi sự ám mùi bởi nhiều loại thực phẩm khác. Từ đó mà món trứng của chúng ta cũng sẽ ngon hơn rất nhiều. Tiếp theo, một loại thực phẩm mà mình tin rằng ai nghe xong cũng bảo là tất nhiên mình không nên đặt ở kệ cửa rồi, đó chính là trái cây. Không phải tự nhiên mà mọi dòng tủ lạnh từ cao cấp đến bình dân đều luôn được trang bị một ngăn chuyên đựng rau củ quả trái cây riêng. Nếu như các bạn chỉ để ở đây trong thời gian ngắn rồi lấy ra ăn liền cho tiện thì không sao. Nhưng để bảo quản được lâu thì chúng ta nên cho vào ngăn rau củ nha các bạn. Bởi vốn dĩ trái cây lẫn rau củ đều là những loại thực phẩm khó bảo quản, yêu cầu phải được đặt trong một môi trường có độ ẩm cao, tránh đi luồng gió lạnh làm khô héo trái cây. Vì vậy để có được những đĩa trái cây trắng miệng luôn tươi mới mơn mởn thì các bạn nhớ là bảo quản chúng trong ngăn bảo quản rau củ nha. Tương tự như trái cây, phô mai cũng là một loại thực phẩm được các nhà sản xuất tủ lạnh ưu ái dành riêng một ngăn chứa bên trong tủ lạnh. Cho nên kệ bên cửa tủ lạnh cũng không phải là nơi lý tưởng dành cho phô mai đâu nha. Thông thường ngăn này sẽ được đặt ở phía trên cùng và được gọi là ngăn lưu trữ đồ tươi, là những loại thực phẩm cần được duy trì ở nhiệt độ lạnh nhưng không bị đóng băng. Các loại thực phẩm thường sẽ bao gồm thịt nguội, xúc xích, sữa chua và phô mai. Nếu tủ lạnh nhà bạn không có ngăn riêng dành cho phô mai thì chúng ta có thể bảo quản chúng ở trong ngăn rau củ cũng được. Nhưng mà cần lưu ý là nhớ điều chỉnh độ ẩm trong ngăn này cho phù hợp. Tại vì nếu như quá ẩm thì có thể khiến cho những viên phô mai của mình chảy chèm bẹp ra. Cuối cùng, món này thì mình ít thấy hơn nhưng vẫn có một số gia đình đặt trên khay cửa tủ, đó là các loại thịt sống. Có một số gia đình khi muốn rã đông thịt cá hay vừa mua về muốn để vào tủ lạnh một tí rồi chế biến sau thì thường đặt tạm ngay khay cửa tủ này. Tuy nhiên điều này sẽ dẫn đến tình trạng mùi của thịt cá lan ra và bám vào các loại thực phẩm khác tại khu vực ngăn lạnh. Bên cạnh đó, như mọi người cũng biết rồi, thịt cá khi bắt đầu rã đông á thì sẽ có hiện tượng là chảy nước thịt. Và khi đặt thịt cá ở các ngăn kệ này thì sẽ có hiện tượng chảy nước thịt dài xuống gây mất vệ sinh lẫn thẩm mỹ. Phương án tốt nhất cho các loại đồ tươi sống theo mình thì đó là trang bị những chiếc tủ lạnh có ngăn đông mềm chuyên dành riêng cho thịt cá, để thịt cá chúng ta luôn tươi ngon, giữ nguyên vẹn hương vị ban đầu mà không cần phải rã đông nữa. Và đó là các loại thực phẩm chúng ta không nên đặt tại khu vực kệ cửa tủ lạnh. Các bạn nghĩ gì về những điều mình vừa chia sẻ? Hãy để lại bình luận cho mình biết nha. Và nếu như các bạn thấy video này hay, hãy like, share và subscribe kênh YouTube Điện Máy Xanh để đón xem thêm nhiều video review sản phẩm cũng như là chia sẻ kiến thức thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.